vấn đáp pháp môn quán âm vấn làm thế nào để trị dứt căn bệnh hôn trầm và tán loạn của tinh thần sư phụ những người mới tu hành rất khó tập trung tư tưởng nên tu hành nhiều nghe kinh của sư phụ nhiều và chuyên tâm một chút không thể nào một đêm thì thành phật đốn ngộ rất mau nhưng không thể đốn nhanh như vậy Vấn Tu hành có nhất định phải ngồi thiền không? Sư phụ Phải, nhất định chứ Phật Thích Ca cũng ngồi thiền Bồ Đề Đạt Ma, Lục Tổ Huệ Năng Bách Trượng Thiền Sư Chúa giêsu kitô Kỳ Tô dân, dân Bất cứ đại sư nào cũng đều ngồi thiền Chúng ta muốn tu hành Tại sao lại không ngồi thiền? Không ngồi thiền là ngồi sai Ghi chú Chữ ngồi thiền và ngồi sai Có âm tựa nhau trong tiếng Trung Hoa ở Ấn Độ có một bộ kinh điển rất nổi danh gọi là Bhagavad Gita. Trong đó có ghi một câu Có những người không thể nào khống chế lấy mình. Ý của câu này là tâm rất loạn, tâm để ở bên ngoài, làm nô lệ của ngũ căn ngũ trần. Những người không thể khống chế lấy tâm thì không thể ngồi thiền. Những người không thể ngồi thiền thì không thể đạt được đại trí huệ không đạt được đại trí huệ thì không thể nào đạt được tâm cảnh thanh nhàn, yên tịnh. Những người ấy sẽ vĩnh viễn không hiểu yên tịnh là gì, sung sướng là gì. Lời giảng này của Ấn Độ giáo, quý vị đừng nghĩ rằng chỉ có thiền tông mới giảng những thứ ấy. Bất cứ tôn giáo nào cũng đều nói như nhau, nhưng chúng ta không có thực hành. Có rất nhiều người tụng kinh kim cang nhưng không hiểu rằng thiền định là một trong lục độ. Lục độ là bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định và trí huệ. Không có thiền định thì không có trí huệ. Có rất nhiều người vì nghe lục tổ hệ năng nói thiền bất tại tọa liền cho rằng không nên ngồi thiền. Điều này không đúng. Khi chúng ta chưa đạt được đẳng cấp cao, đẳng cấp đi đứng nằm ngồi đều là thiền ấy. Chúng ta cần phải ngồi thiền. Ngay cả Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi đắc đạo, Ngài vẫn ngồi thiền mỗi ngày. Trong kinh điển có ghi lại, Phật Thích Ca ngồi thiền nhập định ở một nơi nào đó, sau đó từ thiền định ra, tuyên giảng đạo lý kinh điển cho mọi người nghe, có phải không? Cho nên quý vị đừng nghĩ rằng sau khi thành Phật thì không ngồi thiền. Sau khi thành Phật, ngồi thiền trở thành là một chuyện tự nhiên. 24 tiếng đồng hồ đều ngồi thiền. Không ngồi thiền thì không thể tu hành. Dân nông phu vì trồng rau quả cho chúng sinh nên phải dùng thuốc trừ sâu, như vậy có phạm giới không? Sư phụ, nếu sư phụ nói có, như vậy mọi người sẽ chết đói thì sao? Trong những hoàn cảnh thật sự không thể tránh thì vẫn cứ tiếp tục làm. Pháp luật của vũ trụ này là như vậy. Vì sinh tồn có thể sát hại những chúng sinh nhỏ, tuy nhiên cần phải trả nghiệp chướng này. Thế giới này là một thế giới sát hại lẫn nhau, mỗi một phút, mỗi một giây chúng ta đều có sát sanh. Nói chuyện, hít thở, rửa tay, đi, đứng, nằm, ngồi đều sát sanh. Không phải chúng ta thích sát sanh, nhưng khoa học ngày hôm nay cũng đã chứng minh, dù ở trên một diện tích rất nhỏ cũng chứa đựng hàng hà sa số chúng sinh hiểu ý của sư phụ không? Cho nên đừng có hỏi dùng thuốc trừ sâu có sát sanh không? Cho dù một người ngồi yên ở một nơi cũng đã sát sanh rồi. Chúng ta cần phải cố gắng tránh, không nên cố sát sanh. Ví dụ nói chúng ta có đậu để ăn, trong đậu có rất nhiều đạm, vì thế không nên giết bò, giết gà. Chúng ta có thể dùng đậu vàng, đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh, vân dân để thay thế chất đạm không nên giết loài vật để ăn có thể tránh được thì tránh nhưng cơm thì nhất định phải ăn cả thế giới đều dựa vào cơm để sống nếu không dùng thuốc trừ sâu thu hoạch không tốt chúng ta sẽ không có cơm ăn thế giới sẽ bị nạn đói mọi người cũng sẽ bị chết đói nhưng những người cần phải dùng thuốc trừ sâu cũng có thể tu hành và càng nên tu hành nhiều hơn để trả những nghiệp chướng ấy không phải chỉ có những người làm ruộng mới tu hành. Những người ăn cơm cũng cần phải trả nghiệp chướng cho người nông phu. Cho nên quý vị không nên lo lắng lắm. Có rất nhiều người phải trả một phần nghiệp chướng của quý vị, trong đó bao gồm sư phụ. Dấn, giáp giết ất là nhân quả hay là định nghiệp? Sư phụ, là nhân quả cũng là định nghiệp. Nhân quả tức là định nghiệp. Ý là trước đây có nhân quả, cho nên bây giờ nhất định phải trở thành như vậy. Thí dụ nói nhân quả này, chủ định trong một đời nào đó chúng ta sẽ nhất định giết một người, thì cuộc đời sau người ấy trở lại sẽ giết chúng ta. Giết đi giết lại một hồi cảm thấy chán, cho nên không còn muốn vui chơi nữa. Trong ấy có một người nói, được, tôi tha thứ cho anh. Như vậy sẽ không còn sự tàn sát lẫn nhau nữa về sau không phải trở lại và như vậy vòng oan oan tương báo sẽ không còn tồn tại việc làm này ở bất cứ phương diện nào cũng tốt cho nên bất cứ tôn giáo nào cũng dạy chúng ta nên tha thứ cho kẻ thù đó là vì nguyên cớ này bởi vì chúng ta muốn thoát khỏi oán hận liễu thoát sanh tử dẫn chúng sanh trong tam giới nếu không tu hành cuối cùng đi đâu và trở về đâu Sư phụ có rất nhiều nơi để đi. Bất cứ tôn giáo nào cũng đều nói có địa ngục, có thiên đàng, có súc sanh đạo, có nhân đạo, dân vân. Quý vị có quyền tự do lựa chọn. Nếu muốn lên thiên đàng thì làm nhiều việc thiện. Nếu muốn xuống địa ngục thì có thể làm điều ác. Nếu muốn liệu thoát tam giới thì cần phải tu pháp môn Quán âm. Dẫn. Minh sư ngày nay chỉ có ngài mới có thể truyền pháp môn quán âm sao? Sư phụ, có một sư phụ rồi còn không đủ sao? Còn muốn bao nhiêu vị nữa? Đối với quý vị mà nói thì đã đủ rồi. Đài Loan nhỏ như vậy cần bao nhiêu vị minh sư? Sư phụ mỗi lần đi giảng kinh có bao nhiêu người đến nghe? Những người thật sự muốn thọ tâm ấn tu hành chỉ có mấy trăm người. Quý vị còn muốn hỏi có bao nhiêu minh sư? dù chỉ có một vị minh sư đã làm cho chúng sinh không biết đường nào lựa chọn quý vị còn muốn bao nhiêu minh sư không phải càng nhiều càng rắc rối sao quý vị đều như vậy từ núi này trông sang núi nọ cứ nghĩ rằng cái núi kia cao hơn xanh tươi hơn kỳ thật khi quý vị đến núi ấy mọi thứ đều giống nhau Vẫn quán thế âm bồ tát từng phát nguyện rằng nếu không độ hết chúng sinh thề không thành phật nhưng đến bây giờ vẫn còn rất nhiều chúng sinh vô minh không lẽ ngài có thể độ hết sao nếu không thể trước khi địa cầu hủy diệt chúng sinh phải làm sao sư phụ quý vị lo nhiều quá sư phụ không có nghĩ đến vấn đề này quý vị cần phải hỏi thử mình có tu hành không nếu quý vị tự mình vẫn chưa tu hành điều này nói lên rằng chúng sinh không thể độ tận nếu cái địa cầu này bị hủy diệt còn có những địa cầu khác còn có thiên đường địa ngục còn có rất nhiều cảnh giới để đi quý vị không nên lo lắng lắm nhấn sư phụ nói đến truyền tâm ấn là dùng cái tâm gì để ấn cái tâm gì sư phụ cái tâm này không phải chỉ cái tâm trong thân thể của chúng ta dùng ngôn ngữ không thể nào nói lên được cái tình trạng đó vì miễn cưỡng dùng thứ ngôn ngữ mà quý vị đã biết nên chỉ có thể nói tâm ấn nếu như sư phụ nói dùng đầu ấn đầu hoặc dùng thân ấn thân dùng linh ấn linh nhân dân quý vị chưa bao giờ nghe qua những danh từ này sẽ có cảm giác kỳ lạ sư phụ nói truyền tâm ấn lập tức có người nói sư phụ là ngoại đạo nếu nói dùng đầu ấn đầu, dùng chân ấn chân, như vậy không phiền phức hơn sao? Cho nên sư phụ mới nói dùng tâm ấn tâm. Tu hành không nên chấp vào danh từ nhiều quá. Vẫn. sư phụ nói niệm kinh không có ích lợi, nhưng sư phụ có đồng ý rằng niệm kinh có thể trồng một hạt giống thiện ở dưới A Lại Gia Thức. Sư phụ, Đài Loan có rất nhiều người niệm kinh, bao gồm những người xuất gia và những người tu tại gia nhưng họ vẫn phỉ bán sư phụ rất dữ dội những người lương thiện không nên tùy tiện phê bình người có phải vậy không họ tụng kinh để trồng những hạt giống thiện ấy bây giờ để đâu dường như chưa có trồng hoặc là nó chưa có lớn niệm kinh rất nhiều nhưng chỉ vô ích cơ đốc giáo nói thượng đế sáng tạo Adam trước để cho ông hưởng thụ, sau đó lại xử phạt ông. Tình thương của Thượng Đế dường như không bằng tình thương của cha mẹ đối với con cái. Sư phụ, không phải Thượng Đế xử phạt người, đây là do luật nhân quả. Bởi vì những người đó không tôn chiếu theo luật của Thượng Đế. Thượng Đế cũng có giới luật, thí dụ nói không sát sanh, nhưng mỗi ngày họ đều sát sanh, cho nên bị luật nhân quả trừng phạt kết quả lại phàn nàn với thượng đế bởi vì không còn có biết ai để phàn nàn nữa cho nên cứ tưởng rằng thượng đế là như vậy như vậy kỳ thật tình thương và lòng từ bi của thượng đế là cao cả nhất chỉ có chúng ta không biết làm sao giữ lấy tình thương ấy của thượng đế và giữ lấy sức gia trì của thượng đế cho nên mới bị luật nhân quả xử phạt phật giáo cũng có luật nhân quả Phật thích ca đến thế giới ta bà để độ chúng sanh, nhưng những người đầu đệ của ngài nếu không trì giới rõ ràng, họ cũng sẽ rơi xuống địa ngục. Không phải Phật thích ca không có lòng từ bi, nhưng vì những người học trò không tôn trọng giáo lý của Phật, cho nên bị luật nhân quả xử phạt. Nếu chúng ta từ khước lực lượng bảo hộ của Phật, từ khước tình thương của thượng đế, chúng ta sẽ bị ma kéo đi, bởi vì chúng ta không muốn ở cùng với Phật và Thượng Đế tự nhiên mà sẽ đến xử lý chúng ta. Một số người không hiểu rõ đạo lý này cho rằng Thượng Đế xử phạt họ. Không phải như vậy. Cần phải hiểu luật nhân quả cho rõ ràng. Nếu chúng ta than trách Thượng Đế, nghiệp chướng của chúng ta rất nặng. Chúng ta nên sùng bái Thượng Đế, tôn trọng Thượng Đế, cầu xin Thượng Đế giúp đỡ. Về sao chúng ta mới có thể khai ngộ, hiểu biết chân lý, rồi sau đó chúng ta mới biết được tình thương của thượng đế là vô bờ bến chúng ta không nên than oán bởi vì đầu óc phàm phu của chúng ta không biết chứ không phải thượng đế có ác tâm Vẫn một người có ảnh hưởng xấu đối với xã hội người ấy vô tù tựa như ở bên ngoài tôi cảm thấy rất lo lắng không biết có nên thả họ ra hoặc là nhốt họ ở trong ngục tù để rửa nghiệp chướng sư phụ nếu người ấy đối với xã hội không tốt chúng ta nên để pháp luật xử lý họ không nên xen vào hiểu không pháp luật rất công bằng người nào làm điều xấu thì theo tội danh mà xử phạt nếu chúng ta không phải là pháp quan không phải cảnh sát không phải là những người chuyên môn xử lý phạm nhân thì đừng có đụng đến hãy cứ để luật nhân quả xử lý người ấy luật nhân quả rất nghiêm khắc một mảy tơ hào cũng không tha Ngoài luật nhân quả ra còn có cảnh sát, còn có pháp luật của xã hội trần trị, chúng ta không nên để ý nhiều thứ quá, hiểu không? Vấn tam giới là gì? Sư phụ, tam giới chỉ là ba cái đẳng cấp, so với địa cầu của chúng ta còn có nhiều cảnh giới cao hơn, nhưng những cảnh giới ấy không phải vĩnh viễn giải thoát, cũng không phải vĩnh viễn tồn tại. Nhưng họ cũng rất vĩ đại nếu có thể đạt đến thế giới thứ hai hoặc thế giới thứ ba, thần thông của chúng ta sẽ rất quảng đại. Chúng ta trở nên có nhiều lực lượng, rất có thể chúng ta trở thành những người rất tốt, rất lương thiện. Nhưng trong tam giới, rồi một ngày rất lâu, rất lâu sau đó, tam giới cũng sẽ bị tiêu diệt. Cho nên ở trong tam giới không an toàn, mọi người nên đi ra ngoài tam giới. Vấn những người ăn chay tại sao không được ăn hành tỏi vân vân sư phụ trong kinh lăng nghiêm phật thích ca nói những người tu hành không nên ăn ngủ vị tân ăn những thứ này ma quỷ sẽ đến liếm miệng của chúng ta những tín đồ của phật giáo khi đọc kinh lăng nghiêm thấy vậy nên lo sợ không dám ăn sư phụ cũng đồng ý tuy sư phụ chưa bao giờ thấy ma quỷ đến liếm nhưng ăn những thứ ấy trong miệng nhất định sẽ có mùi vị. Tự mình ngửi thấy còn chịu không nổi thì làm sao mà ăn được. Cái giới luật này được phát xuất từ bên trong, chúng ta càng tu hành thì càng trở nên mẫn cảm đối với mùi vị của ngũ vị tăng, không cảm thấy thích thú lắm. Giới luật từ đó mà sanh ra, hiểu không? Nếu bây giờ quý vị vẫn còn thích ăn, có thể từ từ sửa đổi, không quan hệ gì sư phụ thấy người ấn độ đến bây giờ họ vẫn còn ăn những thứ ấy nhưng họ tu hành vẫn rất tốt không có một chút chướng ngại gì tại sao vậy bởi vì ở ấn độ rất nóng ăn những thứ ấy lập tức đổ mồ hôi ra nhưng họ mỗi ngày tắm rửa đến mấy lần cho nên không có gì trở ngại còn nữa món cà ri mà họ ăn trong đó đều có những thứ gia vị này nếu không ăn thì không còn biết ăn thức ăn gì khác Người Ấn Độ ăn hành tỏi cũng giống như chúng ta ăn trái cây vậy. Theo cái thể nghiệm của sư phụ mà nói, sư phụ không thể nói ăn những thứ gia vị ấy sẽ bị nhiều chướng ngại cho sự tu hành, bởi vì khi sư phụ ở tại Ấn Độ có dùng qua, không có cảm thấy chướng ngại gì, chỉ không thích ăn mà thôi. Nếu như tránh được thì sư phụ sẽ hoàn toàn tránh. Ăn hành tỏi sẽ ảnh hưởng đến người chung quanh của chúng ta, họ không thích và sẽ phàn nàn. Chỉ có như vậy thôi Dân. Vâng. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói Phật tánh không thể nhìn thấy, nghe thấy, cảm thấy hay biết được Kinh Kim Cang cũng nói Phàm thứ gì có tướng đều là hư vọng Những điều Pháp Sư vừa nói Như nhìn thấy hóa thân của Phật, ánh sáng của Phật vân dân Có nên cho rằng những thứ ấy đều là mộng ảo và ảo ảnh không? Sư phụ, nếu bất cứ vật gì đều cho là hư ảo, như vậy quý vị không cần phải tu nữa. Tiếp tục ăn uống hưởng lạc thì đủ rồi. Những người tu hành đều nói đến cảnh giới. Phật Thích Ca cũng có nói đến thế giới Tây Phương cực lạc, cung điện lưu ly, đông phương. Dân dân, nếu quý vị không tin đến cảnh giới ấy thì đừng có tu, không sao hết. Những điều sư phụ giảng đều giống như người xưa, không phải sư phụ tự mình tạo ra ý của hư ảo là gì? thí dụ chúng ta ở thế giới thứ nhất trông xuống thế giới ta bà cũng giống như hư ảo vậy, hiểu không? khi chúng ta ở thế giới thứ hai từ đó nhìn xuống thế giới thứ nhất nó trông giống như hư ảo vậy, dần dần đẳng cấp của chúng ta càng cao chúng ta nhìn toàn thế giới như là hư ảo. khi chúng ta chưa có đạt được đẳng cấp ấy vẫn còn bơi lội trong cái quả địa cầu này nói chuyện hư ảo thật là đáng cười, hiểu không? Đừng có lặp lại thể nghiệm của người khác. Chúng ta tự mình nên có thể nghiệm, sau đó mới thật sự lĩnh hội được cái thế giới này, thật sự là hư ảo. Không nên học được một chút kinh hoa nghiêm, kinh kim cang, thì tạo nên lòng kiêu ngạo. Nói đi nói lại những cái pháp đã sắp sửa rách nát rồi, bởi vì nó bị quá nhiều người dùng. Nói những câu sáu ngữ rườm ra, không có mấy ai hiểu rõ được ý thật, không có ai thật sự thể nghiệm được. Mọi người đều nói lại những thể nghiệm của người khác. Sư phụ đi đâu cũng nghe cái kiểu nói này, thật là đáng buồn. Xin lỗi, sư phụ nói sự thật. Chúng ta nên thật sự có thể nghiệm, rồi sau đó mới có thể nói, phải không? Master Thanh Hải vô thượng sư khai thị vào ngày 8 tháng 4 năm 1988 tại đài Bắc, Phnom Sa.